Hello, everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì nay chúng ta đến với một con game kiếm hiệp ha. Trước có vài bạn nói là up game kiếm hiệp thì kiếm mấy cái nào mà nó nhiều môn phái đồ ha. Lựa chọn cho đã, ok, 4 con rồi. Đó, 4 con lựa được rồi, nhiều quá lựa mất công nhức đầu thôi anh em. Ok, 4 con ha. Con này thì chắc là heo không cần phải giới thiệu 4 con đó là phái gì, hệ gì và vòng 1, vòng 2, vòng 3 nó ra sao đâu hả. Ok, đầu vô thì chúng ta thấy là cho chúng ta hẳn level 199 luôn nha anh em. Rồi, vô tới, ở đây chúng ta sẽ được là 2 tỷ kim nguyên bảo đầu game luôn nha. Một bộ trang bị vong tình bậc 10 level 100. Đó, ok. Mà chúng ta hay shop ưu đãi, vô mua ít bạc cái đã. Rồi trên đường mua bạc chúng ta ghé qua cái shop VIP. Shop VIP ở đây thì chúng ta bán mấy đồ nó cũng tương đối là mắc mỏ ha. Nhưng mà chúng ta đừng quan tâm, chúng ta kéo xuống cái shop đồ mới. Ở đây bán kỹ năng bí quyết, kỹ năng hồn cốt, kỹ năng hồn kỹ né, hồn kỹ hút máu, hồi máu các kiểu. Bet thì ở đây chỉ có bán 2, 4, 6, 10. Đó, chỉ có 10 triệu thôi nha anh em. Đó, bet này là bet 3S ha. Nhưng mà chúng ta không chơi bet này luôn. Để ra đi, đây. Rồi rương ngọc phái, rương thú quyết, này có luôn. Rồi danh hiệu giang hồ cộng chủ, này. Danh hiệu này thì đầu vô chúng ta cũng được cho 2, 4, 6, 8, 100 triệu ngọc bích ha. Nhưng mà để đây luôn. Rồi ở đây chúng ta có bán đồ. Đây này có bán đây phôi hả? Phôi vũ khí VTG. Ồ, nè trang bị mới gì nè anh em. Wow, chứ trước đâu có cái trang bị này đâu. Đồ này gì vậy? Phôi và 99 viên bảo hạch thiên can địa sát sẽ ghép được trang bị thiên can địa sát hộ hữu hả? Wow, ghê à, ghê à. Nay không còn chơi đồ 199 nữa mà chuyển qua chơi đồ thiên can địa sát rồi. Wow, chết tôi chưa. Vậy là bây giờ đi kiếm cái đồ 199 ở đâu. Rồi xu luôn. Nay không có bán đồ 199 nữa. Vô là quốc thẳng luôn cái đồ đó hả. What the hell. Vậy kim nguyên bảo nhiều quá, bây giờ làm gì trời. Má ơi, 2 tỷ ít ỏi gì đâu. 2 tỷ mà bây giờ trong shop này bây giờ nó bán toàn đồ kia không. Chúng ta phải đi mua cho nó bóp cái đồ ấy ra. Mua. Bây giờ phải mua mấy con này cho nó tiêu sản bớt chứ không phải là gì. Có cái gì mà nó rút gọn là không ta? Này không. Shop VIP. À đúng rồi, chúng ta mua lệnh bài sử thi. Oh man, shop VIP cũng được mua một lần à. Ngọc bét, à đây, chúng ta mua cái này. Ủa nhưng mà nó cũng chỉ có nhiêu đó à. Đây, cái này ta gọi là chúng ta đang cố gắng đi tiêu sản bớt nè. Xuống cho nó còn 1 tỷ thôi anh em. Tại mà nó nhiều hơn nữa là nó sẽ bị sợ bị âm á. Game này nhiều khi cho code rất là hết hồn ha. Đó, vẫn không đủ luôn mà. Ok, mua 999 quyển mà nó tốn chỉ có 100 triệu à anh em. Đầu. Ok, game phi nhiều quá cũng khổ, sợ nó âm thôi anh em ơi. Em đang sợ là sợ nó bị âm kim nguyên bảo thôi. Rồi ok, xuống 1 tỷ rồi. Bây giờ vô chúng ta giám định cái đống này trước để chúng ta có đồ chúng ta mặc ha, để đi lẩm nhẩm ra ngoài đường. Sợ lắm hả? Sợ lắm, sợ lắm. Giám định bà đeo vô hết. Rồi ở đây toàn bộ chúng ta có ngọc rêu hả? Ngọc rêu. Ơi, tự nhiên đi gửi làm gì? Đi khảm.
Hồi nãy chúng ta cũng lượm được một mớ mua được một mớ ngọc rồi. Game này thì Kim Nguyên Bảo là vô số luôn ha. Chúng ta có thể đi cài cuốc Kim Nguyên Bảo là vô số luôn. Đó, nhiều lắm, tha hồ mà mua đồ, nâng cấp thú pet rồi ngựa đồ cái kiểu tùy anh em luôn. Ngọc Rêu thì đầu vô cho được 80 ngọc luôn nha anh em. Rồi, chúng ta đến với thông tin server Nhất Kiếm Ỷ Hiên Open Server 10 vào 19 giờ ngày 3 tháng 6 2022. Hướng dẫn tân hữu tạo tài khoản nhập full code sẽ được nhận tổng là 2 tỷ 400 triệu tiên điểm tiên duyên cộng full trang bị 199, sử dụng điểm tiên duyên hợp lý như sau: mua 1 thiên hư cộng 1 ngọc rồng ghép bét cẩu lương limited đập 19 đến 20 sao để đánh boss cho nhanh. Ok rồi, 1 tỷ 400 triệu tiên duyên còn lại úp chủ yếu các danh hiệu để nâng thuộc tính lên. Có điều kiện thì mua danh hiệu nhà ma. Qua giai đoạn đầu game mất khoảng 5 phút thì tiếp theo đến giai đoạn đập đồ khoảng 10-20 phút. Chế đồ 180x trong bang đeo vào rồi cường hóa cộng 12 sao cho trang bị, đeo đồ đỏ 199 lại. À, cường hóa đập sao xong rồi mới đeo lại đồ đỏ. Ok, giai đoạn quan trọng nhất là canh giờ boss để giết boss kiếm điểm duyên và Kim Nguyên Bảo nâng các thứ chủ yếu còn lại. Boss giả ngoại 19 giờ đến 20 giờ, boss 21 giờ 30 đến 23 giờ hàng ngày. Quà tặng đầu game trị giá 2 triệu Việt Nam đồng, level 199, 2 tỷ Kim Nguyên Bảo, set đồ đỏ 199, cống hiến ban 100 triệu, 80 ngọc rêu, 500 ngọc rồng, 80 bộ tọ kỳ hơn. Cam kết ban quản trị không tham gia can thiệp vào game, không bán đồ, không kích nạp với mọi hình thức hỗ trợ giao dịch trung gian miễn phí tránh lừa đảo. Game đông người chơi, máy chủ ổn định lâu dài, tải game Zalo cái kiểu nè ha, đua top lực chiến. 3 tháng 6 đến 10 tháng 6 top 1 1 tỷ Kim Nguyên Bảo, 20 danh hiệu siêu VIP. Top 2 700 triệu Kim Nguyên Bảo, 15 danh hiệu siêu VIP. Top 3 4 5 tới 10 nè ha, đua top danh hiệu top best. Tỷ lệ don duy trì server 50k, 1 tỷ Kim Nguyên Bảo cộng 500 triệu điểm duyên, 100k, 2 tỷ Kim Nguyên Bảo, 1 tỷ điểm duyên, 200k, 2 tỷ Kim Nguyên Bảo, 2 tỷ điểm duyên cộng 1 cái này là gì đây? TCD giờ là gì không biết, nói chung là rất nhiều đồ nè ha. Đó. Rồi anh em muốn mua đồ bản, mua đồ riêng nè. Đó. 500k, mít nội tại 4 phái, 1 triệu tặng 4 bộ ngoại trang nè ha. Đó, bản tích nạp, cái này là nạp là tích là được thêm nè. Đó, like, share, comment chúng ta sẽ nhận được full VIP 23. Đó, và đây là ngoại trang full nè ha, 300.000 điểm tiên duyên, 700 danh hiệu, 7.000 danh hiệu, trang bị thiên ý. Đây, đi nhập liền. Đi nhập liền hả? Không nói nhiều, lụm liền luôn. Đâu, đó, đồ. Rồi làm tưởng đâu kỳ này là chúng ta mặc đồ 100 chứ, ai ngờ chúng ta có đồ 199 ha. Nào. Ok, khỏi tốn tiền mua nha. Đó, đẹp liền. Ok. Rồi đó, có đồ, rảnh thì tùy tẩy. Tẩy không ta? Ok, tẩy luôn cho đẹp.
có một số món đại tẩy được à, còn một số món nó trùng thì cũng méo có tẩy được đâu. Nè như cái này nè, chỉ bán thôi chứ tẩy gì. Nội tại chính xác, ở trong nó cũng chính xác rồi. Rồi tẩy tiếp. Rồi bán. Tẩy tiếp. Rồi tẩy nữa. Rồi còn mấy cái kia nhập luôn ha. Bất quá thì nhiều quá thì nó bị âm thôi chứ không có gì đâu. Đây 7.000 danh hiệu ha. Đó. Ui man. Cái đó nhập chắc mở auto click nhập đó chứ. 28 27 16 15 24. Ok đi vô. Để tránh làm nó bị âm thì chúng ta vào shop, chúng ta đi mua đồ bớt ha. Càng khôn đan. Này là danh hiệu phôi nằm đâu rồi ta? Thiên hư, hồi nãy admin kêu là chúng ta mua con gì quên rồi. Cẩu lương hả? Đây cẩu lương. Đây, được 1 tỷ mấy rồi anh em. Rồi dưới 999 viên ngọc rồng hả? Ok, ngọc rồng ở đây có. Ok, đủ tốn hết 1 tỷ rồi. Wow. What the hell? Rồi con cẩu lương đâu? Đây dùng nó. Rồi cẩu lương đâu? Đây cẩu lương limited edition. Đó. Ok. Rồi giờ còn lại thì thử lấy cây vũ khí coi. Đâu rồi? Đây. Đây vũ khí phôi nè ha. Cộng với 999 viên bảo hạch thiên can địa sát. Trong này có bán không ta? Rồi, danh hiệu bảo hạch thiên can địa sát. Wow. 99 cái là gã 2 tỷ mấy, 3 tỷ hả? Oh man, một món 3 tỷ. Mà hơi chát nha. Chắc lấy con cẩu lương rồi còn lại thì đi đi đen quái cho nó ngon chứ không đủ, không đủ gán tích để mua cái đó. Wow, nay game này có cái mục tiêu để mà phấn đấu rồi nha anh em. Đó, có trang bị mới rồi đó. Ok hả? Rồi này là code ngoại trang nè. Đó. Ok, nay ngon rồi, ngon rồi. Game có cái động lực cho anh em mà đi quẩy rồi hả? Gen cũng ra đồ ngon hả? Đó. Rồi, link thì heo để dưới phần mô tả. Anh em nào có chơi thì tải về. Phiên bản mới, phiên bản cài cuốc xuyên lục địa ha. Anh em nào có chơi thì tải về. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Đó, thì chúng ta có con game Nhất Kiếm Giang Hồ Ỷ Hiên. Đó, open server 10 vào lúc 17 giờ ngày 3 tháng 6 ha. Anh em nào có chơi thì tải về. Đó. Quy full hết luôn. Còn lại thì cài cuốc là ra ha. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.